Hello, Mr. Rock, can you hear? Yeah. You he's okay now. Xin chào Mr. Rock, chúng tôi đã nhìn thấy ông rồi và rất là cảm ơn ông với sự giao lưu tối ngày hôm nay. Và ông có thể giao lưu với chúng tôi rồi và hãy đến với những bài học, những cái bước đơn giản để thành công với QRA tìm chúng tôi nhé. So, hello Mr. Rock. We are finally here. So, can you hear me well? Như chưa nghe thấy gì. Can you hear me, Mr. Rock? Chị Yến nghe thấy em nói không? Anh ấy chưa nghe thấy gì cả. Em bảo bác đấy là bật mic. Em bảo bác đấy là bật mic lên, tại vì mic ở phía bác đấy là chưa nghe được. Nhưng mà em nói anh còn không nghe thấy gì ấy. Mr. Rock, can you hear me? Không nghe gì. Để em nhắn. Là trước khi tham gia vào thì anh đấy bật mic và bật camera trước khi là join. Đây để em đang tìm cách nhắn đấy. Để quý vị bao giờ cái sự chờ đợi cũng sẽ là một sự lý thú đúng không nào? Và để gặp có một người đàn ông thành công đến từ nước Mỹ và anh đã đưa kinh doanh online đến toàn thế giới với hơn 200 quốc gia. Và trong một thời gian rất là ngắn, đó là chỉ mất có 2 năm thôi, người đàn ông này đã giúp cho sản phẩm đến được hơn 200 quốc gia. Một cái sản phẩm đã được giới khoa học công nhận và với công cụ kinh doanh online Gary Peter. Can you hear me? Và trong lúc anh Rob anh ấy đang chưa ở trong phòng chị ạ. Em nhìn thấy ở đây chỉ có 5 người thôi. Vâng, và để nhờ Lee có thể gọi điện cho anh Bo và nói với anh Bo rằng là trước khi anh Rob giao lưu thì hãy bật mic trước khi join và bật mic và camera trước khi vào phòng. Rồi, Mr. Bo. Yep. I cannot connect to Mr. Rob, so can you connect him and tell him that before he join in, he opened the microphone and also the turn on the camera before joining in, so that he can be in with the volume and the image. Leo, em nhìn thấy Mr. Rock trong phòng chưa? Chưa đâu chị ơi. Trong đây mới có em này, anh Bo này, Danh Nguyễn này, chị này và anh Tony Thương thôi. Vâng, và quý vị các bạn, chúng ta sẽ trong thời gian chờ ít phút thì chúng ta sẽ cùng đến với một video, đó là kinh doanh online. Mà để chờ Mr. Rock của chúng ta sẵn sàng với cái cầu truyền hình từ phía Mỹ. Chào mừng bạn đến với QRA, cơ hội kinh doanh online hấp dẫn nhất đang lan rộng toàn cầu. Nếu bạn đang muốn kiếm tiền, tận hưởng thời gian tự do hơn khi thanh toán bằng thẻ Visa hay dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình của mình, hệ thống kinh doanh tiếp thị liên kết mang tính cách mạng của chúng tôi cho phép bạn xây dựng doanh nghiệp thu nhập thụ động bởi sự tự do thời gian, tự do tài chính trong chính ngôi nhà của bạn. Nó nhanh chóng, đơn giản, miễn phí và hiệu quả. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người có thể kiếm tiền cho bạn ngay bây giờ. Đây là cách bạn lựa chọn. Hãy truy cập vào trang web kinh doanh miễn phí của chúng tôi và đăng ký tên của bạn, email của bạn và số điện thoại nào.
Vào hệ thống của chúng tôi sẽ cho bạn một vị trí miễn phí tạm thời trong 7 ngày. Trong thời gian bạn suy nghĩ và lựa chọn có nâng cấp hay không. Nếu nâng cấp ngay bây giờ để giữ vị trí của bạn, nhưng hãy nhanh lên. Nếu một khách hàng tiềm năng bên dưới bạn, nếu họ nâng cấp trước khi bạn nâng cấp, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Họ sẽ kiếm tiền cho người khác chứ không phải bạn. Chúng tôi đang phát triển với một tốc độ kỷ lục và cung cấp cho bạn mọi thứ cần, vì bạn có thể bắt đầu kiếm tiền trong 5 phút. Bao gồm các công cụ marketing online, thu hút khách hàng tiềm năng được cá nhân hóa trên trang web tiếp thị tự động trả tiền cho mọi người bằng câu hỏi và trả lời hàng ngày. Nhiều hơn thế nữa, tại Quiary, chúng tôi thưởng cho những ai dành thời gian hoạt động và xây dựng doanh nghiệp online toàn cầu. Hãy tận dụng cơ hội kinh doanh, thay đổi cuộc sống của bạn bằng cách nâng cấp ngay bây giờ. Bạn có thể trải nghiệm với hệ thống kinh doanh online tiên tiến nhất thế giới cùng Quiary. Anh Rob còn xong được rồi đấy ạ. Hello, Mr. Rob. Yeah, I'm here. Can you hear me now? Yeah, I can. Yeah, we can hear you now. Okay. Yeah, just so you guys know, this particular device, the room that you guys sent me, you have to upload it on your system and you have to set it up correctly. Yeah. So that's why we're in now, so let's roll. Okay, so you guys want to give an introduction, let's get rolling. Bên này tiếng nghe là hơi khó hơn bên kia đấy chị ạ. Em dịch đi, Ly. Yeah. So. Tina, introduction. Chị Tina giới thiệu đi. Chúng ta sẽ cùng chào đón và sự quay trở lại. Và câu truyền hình của chúng tôi đã kết nối thành công và đã kết nối được với lại bên phía Mỹ. Và chúng ta sẽ cùng chào đón một người đàn ông. Anh chỉ trong 2 năm thôi với kinh doanh online đã đưa sản phẩm này đến hơn 200 quốc gia và anh có được cái thu nhập từ kinh doanh online và từ cái việc ứng dụng các cái hệ thống kinh doanh online của Quiary, anh đã có thu nhập đến 7 con số. Và cái kinh doanh online có thu nhập 7 con số hàng triệu đô như thế, nó cũng không phải là cái gì quá khó, vì cái cách anh làm đó là chỉ cần 3 bước đơn giản để thành công với kinh doanh online, đặc biệt đó là với Quiary. Thì quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón cái sự quay trở lại của Mr. Rock đến từ Mỹ kết nối với mình phía Mỹ ạ. Hi Mr. Rock, you can talk. Okay, can you hear me okay, Lee? Yeah, I can hear. Okay, great. All right, so we're finally here. Yeah, so anyway, we can hear you. Okay, very good, thank you. All right, so guys, we're going to talk about qualification here for your business. Hôm nay em bảo anh ấy bật cái mic nó to lên một chút. Mic thấy được rồi chị ạ. Mic chúng ta hôm nay ở đây để chúng ta nói về một số các cái điều kiện mà chúng ta khi chúng ta tham gia công việc kinh doanh này. Okay, you're doing the translations, Lee? Yeah, done. So continue. Can you guys give me access so I can show some slides? Pardon, can you give me access to show slides? Chị ơi, có thể để cho anh ý chia sẻ slide được không? Tức là cái quyền để chia sẻ slide. Yes. You can say, em nhìn thấy cái mũi tên ở trên cái màn hình. Yeah, there is one arrow up on your screen. One arrow up. So arrow the symbol of arrow up. Besides the microphone, yeah, so you can share from that. Okay, so if I click that, that's not an arrow up. Okay, click on that, got it, and then I can show stuff. Okay, very good. All right, so guys, what I want to talk about today is basically understanding that not everybody qualifies for your business. Hôm nay chúng ta sẽ ở đây và chúng ta có thể hiểu với nhau rằng là không phải tất cả mọi người đều có thể là đạt cái yêu cầu cho cái công việc kinh doanh này. Quiary is built on long term. We build ourselves on strength, not with weakness. Và Quiary thì có xây dựng một cái nguồn thu nhập dài hạn cũng như là ổn định, mang tính ổn định. And it's very simple. For someone to come on board here with us and run business correctly, they need a debit or a credit card. Và khi một cái người nào đó đến để tham gia cùng với chúng ta công việc kinh doanh này,
thì một cái cách mà tham gia đúng á, họ sẽ phải có trong tay, sở hữu trong tay cái thẻ tín dụng hoặc là thẻ ghi nợ, nó gọi là credit hoặc debit card. Okay. The other thing they need is to understand the importance of being active and qualified. Và cái điều nữa mà họ cần phải hiểu, đó là họ cần phải hiểu hai cái từ. Thứ nhất là từ chúng ta năng động, và từ thứ hai là chúng ta phải đủ điều kiện. So I'm going to talk a little bit about that today, and we're going to share some slides here with you that will help to get everyone to understand what I call is the bigger picture. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái những cái điều quan trọng đó khi chúng ta làm công việc này, và tôi muốn chia sẻ một số cái hình ảnh. Can you see my slides okay? Yeah, I can see. Okay, great. So guys, I know this is in English. It's good that Lee is here. She's going to translate, but this will give you the general idea. Ở đây là nó có một vài từ tiếng Anh, và em Lee xin phép dịch, nó là hãy để cho trò chơi bắt đầu. Okay, yes. So yeah. Let's get started. It's very important that all of you understand what the end goal is. Why are you here? Và một cái điều rất là quan trọng là tất cả chúng ta cần phải hiểu rằng là cái mục tiêu cuối cùng là tại sao chúng ta ở đây. Okay, some of you may be here for the long run, and some of you may be here for the short run. Và một số người thì sẽ có thể là tham gia công việc này với một cái mục tiêu dài hạn, nhưng mà một số người thì lại chỉ có một số cái mục tiêu ngắn hạn thôi. Okay, I'm looking to work with people that are here for the long term. Và tôi ở đây thì tôi mong muốn và tìm kiếm những cái người mà muốn tham gia công việc này trong một cái mục tiêu dài hạn. So let's identify what is at the end of the tunnel. Why am I here? Và hãy để tôi làm rõ các bạn rằng là tại sao tôi ở đây. Very simply, I'm here for what we call passive income. Và ở đây thì tôi rất là đơn giản là tôi ở đây vì cái lý do là tôi đến để tìm kiếm một cái nguồn thu nhập thụ động. Okay, so let's define what that is. Và chúng ta hãy định nghĩa xem nguồn thu nhập thụ động là gì. Passive income would be income that is reoccurring. It's happening with you or without you. Và cái nguồn thu nhập thụ động nó là những cái nguồn thu nhập ấy mà chúng ta hãy hiểu rằng là nó có thể nó vẫn đến mặc dù là có bạn hay là không có bạn. Another definition that describes this is money that's being earned long after the work has been done. Và một cái định nghĩa khác nó là cái nguồn tiền mà chúng ta có thể kiếm được sau một cái thời gian mà sau những gì chúng ta đã làm. We could call it beginning with the end goal in mind, long-term passive residual income. Và chúng ta có thể nói rằng một cái cách ngắn gọn rằng là có nghĩa là cái nguồn thu nhập thụ động này nó sẽ là cái nguồn thu nhập trong dài hạn và nó là cái mục tiêu cuối cùng trong cái mục tiêu của chúng ta. Time freedom is the end goal. Và cái mục tiêu cuối cùng ở đây ý, là cái tự do về thời gian. Now to get there, it's going to take an understanding of not only what the right things are, but to apply the right things so you can get there. Và ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là không phải chỉ hiểu về những cái điều gì đúng, mà phải làm những cái điều đúng nữa. So let's talk about repeat business. Và chúng ta hãy nói về cái công việc kinh doanh này. This is the key for wealth creation. Ở đây là một cái một loạt những cái hành động, những cái hoạt động sáng tạo. When someone joins us and they order their product package with their debit or credit card, they then sign up for their auto delivery. They're not charged until 30 days later for their auto ship. Ở đây thì có một số cái hạng mục mà khi chúng ta là kinh doanh thì chúng ta phải nắm được rất là rõ. Khi một người bắt đầu kích hoạt cái mã của mình và họ bắt đầu mua một trong bốn gói hàng thì chúng ta phải ngay lập tức là đăng ký cái đơn hàng tự động, và cái đơn hàng tự động đấy nó sẽ không bị trừ tiền trong tài khoản chúng ta cho tới 30 ngày sau. So every month they receive a bottle of pills, or they have a choice. It could be
the 14-day supply of the shake. Và hàng tháng thì cái người mua hàng đặt đơn hàng tự động đó sẽ nhận được một cái sản phẩm trị giá khoảng trị giá là 25 điểm. Và cái đó có thể là một cái lọ năng lượng, viên năng lượng, hoặc là một cái gói shake, một gói đồ ăn gồm 14 bữa. Right, or it could be a bag and the pills. It could be a 1 month supply of the shake and the pill. They have these three options. Và nó có thể là một cái gói hàng nữa, trong đó nó gồm cả cái bữa ăn và cái viên, tức là có ba lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn. Okay. Now what you need to understand, and if you're new to network marketing, you probably may not know this, but for those of you that have been around for a while, all companies have a product that's used on an ongoing monthly basis. Và ở đây thì khi chúng ta làm công việc này, chúng ta đều phải hiểu rằng là chúng ta khi chúng ta kinh doanh và chúng ta phải duy trì ít nhất một cái số điểm tối thiểu đó, và cái số điểm tối thiểu đó công ty có cái mục tiêu là để cho những người kinh doanh sử dụng để duy trì những cái sức khỏe của họ. Right. And the reason for that is repeat business. This is the key to long-term stability financially. Và cái lý do ở đây ấy là tại sao chúng ta phải thực hiện cái việc này, bởi vì đó là cái chìa khóa để chúng ta có thể mở được cái cánh cửa đi vào có những cho những cái dòng cho những cái mục tiêu kinh doanh dài hạn. Okay. So when someone signs in, make sure they get signed in correctly, because if they don't have their auto ship monthly delivery locked in, the next month they will not be active. Và khi chúng ta kích hoạt cho những cái người kinh doanh của chúng ta thì hãy luôn luôn đảm bảo rằng họ sẽ được đã thực hiện đặt cái đơn hàng tự động, và cái đơn hàng tự động này nó và hàng hóa nó sẽ đến và sẽ được bắt đầu tính, tức là tính để mua sau 30 ngày và hàng tháng họ cái sản phẩm nó sẽ được gửi. This is long term income. It's securing your business. Và cái điều này nó sẽ duy trì cho chúng ta một cái nguồn thu nhập dài hạn và đảm bảo cái việc kinh doanh của chúng ta. Okay. So it's residual income. Every month the orders come in from the month before, and it pays you over and over and over again. Và tất cả những cái thu nhập mà từ cái doanh số của chúng ta có được trong công việc kinh doanh này ấy, thì nó đều phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta đảm bảo cái đơn hàng tự động đó 25 điểm, và cái đơn hàng đó thì chúng ta không cần phải quan tâm về cái việc đặt hàng nữa, nó sẽ tự động đến và nó sẽ tự động được trừ trong cái thẻ của mình để tiến hành đặt cái đơn đặt hàng này. You could be on vacation, you could be visiting family, you could be doing anything you want, but the income is coming in. You did the work once and it continues to pay you. Và chúng ta lúc này chúng ta hoàn toàn có thể là làm những gì chúng ta thích, ví dụ như chúng ta dành thời gian cho gia đình, chúng ta có thể đi nghỉ, chúng ta có thể làm những cái việc mà theo những cái sở thích của chúng ta, và chúng ta không cần phải quan tâm đến cái việc là chúng ta phải đặt đơn hàng nữa, bởi vì là cái đơn hàng tự động này nó đã đảm bảo cho chúng ta những cái thu nhập của chúng ta nếu doanh số từ đội nhóm chúng ta có, và nó sẽ tự vào tài khoản của chúng ta. This is wealth creation. Nó rất là tuyệt vời. Okay. So think long term. Đó là cái mục tiêu dài hạn. Right. Very important. Rất là quan trọng. If we think long term, we can accomplish things that we couldn't otherwise accomplish. I couldn't catch. Can you repeat? It's on the screen. If we think long term, we can accomplish things that we could not otherwise accomplish. Nếu mà chúng ta cho rằng đó là một cái nguồn một cái mục tiêu dài hạn ấy, thì chúng ta phải thực sự đặt cái mục tiêu đó, chứ nếu không thì là cái hoạt động của chúng ta nó sẽ không thể nằm trong cái dài hạn. Okay. Can you see my screen okay? You see the slides okay there? I can see here only the first line. Let the game begin. Maybe can you move up? Oh boy. Yeah. You're not seeing any of the other slides? I see the other one is until the passive income only. And it is on the left column. It is not on the center of the screen. I'm going to stop the presentation. Yeah. Okay. I threw a curveball at me here, though.
All right, guys. In the future, when we do these meetings, let's do standard Zoom, okay, guys? Because this is like not user-friendly on my end, but we'll talk about that. We'll anh ấy nói rằng là cái buổi hôm nay thì công cụ rất là tuyệt vời, nhưng mà do là chắc là mình cái kỹ thuật mình mới á, thế cho nên là anh bảo những buổi sau mà nếu mình đào tạo, tức là các anh chị chia sẻ cơ hội kinh doanh thì cứ làm, nhưng nếu mình đào tạo thì mình làm theo cái cách qua Zoom để cho nó mọi người có thể lấy thông tin và anh ấy chia sẻ được cái slide nó rõ hơn. Okay, so it's just important that we do our residual income, guys. We focus on the monthly auto delivery. There's three things to focus on, that is get active, get qualified, and get on auto delivery. Và chúng ta, tôi vẫn luôn luôn nhắc lại những cái từ khóa ấy để cho các bạn là những người kinh doanh ở đây, chúng ta phải luôn luôn lưu ở trong đầu ấy là khi chúng ta muốn có một cái nguồn thu nhập thặng dư dài hạn và là thu nhập thụ động, thì chúng ta cần phải đảm bảo ba cái mục tiêu sau đây. Thứ nhất là mục tiêu đảm bảo năng động. Thứ hai là đảm bảo cái mục tiêu là đạt điều kiện. Đạt điều kiện có nghĩa là các bạn có 2 F1 hai bên. Và cái mục tiêu thứ ba là mục tiêu đặt đơn hàng tự động. Có nghĩa là cái đơn hàng tự động nó cũng đi cùng luôn với hai cái điều kiện kia. Yeah, we're here for long term, guys. This is not a money game. So you want to secure your business right from the very beginning. Và đây nó mục tiêu dài hạn thì nó không phải là một cái trò chơi về về tiền bạc, mà ở đây nó là một cái sự đảm bảo cho cái công việc kinh doanh của chúng ta. It's very important that when you bring people into the business that they qualify, and this is what I spoke about earlier. If someone doesn't have a credit card or debit card, quite frankly, I'm sorry, but I don't have time for them. I can't waste time with that because bottom line is they don't qualify for my business. Và thực tế trong công việc này thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng nó có một số cái tiêu chuẩn mà thực sự nó là một cái văn minh tối thiểu ấy, là chúng ta cần phải có một chúng ta hay khi thì mà chúng ta đi tìm cái người mà vào hệ thống của chúng ta ấy, và đội ngũ của chúng ta, thì tôi khuyên các bạn là hãy giúp họ làm sao để họ có được cái thẻ credit card, tức là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thẻ Visa. Bởi vì nếu với tôi mà những cái người mà tôi đến với tôi mà họ không có những cái tiêu chuẩn này ấy, thì thực sự tôi cũng phải rất là xin lỗi để tôi dành thời gian cho người khác, bởi vì công việc này sẽ không thể tiến hành được nếu chúng ta không có cái thẻ tối thiểu đó. The good news is that our market is global and there are billions of people out there waiting for exactly what we have. Và một cái tin tức rất là tốt rằng là cái thị trường của chúng ta thì rất là lớn, rộng lớn, có thể nói ở đây là toàn cầu. Thế cho nên là các bạn hoàn toàn có thể là không có một cái ranh giới nào khi mà chúng ta tìm kiếm những cái người trên toàn cầu mà họ đạt được các cái điều kiện mà tối thiểu như vậy. So what I would recommend is that you guys fish out of more than one pool. Go outside your country. A lot of people are not qualified to do the business. Go outside your country and find those that are. There's a massive market out there waiting for you of qualified people. Và tôi có một cái lời khuyên dành cho các bạn ở đây, những người kinh doanh thực thụ ạ, thì chúng ta đừng câu cá trong một hồ hoặc là đừng câu cá trong một cái ao, mà chúng ta hãy thả mồi câu ở nhiều ao. Có nghĩa rằng là với một cái ao, nếu cái giới hạn của nó quá nhỏ, nó khó cho các bạn, thì các bạn hãy mở rộng ra và tìm nhiều thị trường hơn. Có thể là ở những cái khu vực khác, cũng như là có thể ở những quốc gia khác, và điều này đối với công ty chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Our founder and CEO has created something called the Superstar Guide to Success. Hopefully all of you guys have seen that. Và CEO của chúng ta là đã hoàn thành và đã cho phát hành một cái hướng dẫn cho vị trí Superstar, và các bạn có thể là thấy cái quyển hướng dẫn này, tài liệu hướng dẫn này trên web. It's in the process of being translated. In the meantime, you can find this in your back office and you can always copy and translate using a Google Translator for the time being. Và trong cái thời gian mà chờ đợi công ty dịch, chúng tôi sẽ cho dịch sang tiếng Việt, và cũng rất là sớm tôi sẽ có cái hướng dẫn này. Thì cái hướng dẫn này các bạn có thể tìm trong cái back office của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn có thể copy những cái chữ ở trong cái phần chữ của cái hướng dẫn này và dùng công cụ dịch để dịch ra và có thể làm việc được. That right there is your blueprint for success, guys. We call it our Bible. And what you want to do is learn what's in here, master it and apply it. Và có một cái lời khuyên mà tại sao đây nó lại là một cái quyển hướng dẫn nó quan trọng như vậy. Bởi vì chúng tôi cho rằng đây là một cái quyển có thể gọi giống như là một quyển kinh thánh ấy.
nó sẽ giúp cho chúng ta quản trị được cái công việc này của chúng ta. Và khi mà chúng ta có cái thông tin từ quyển này thì tôi khuyên các bạn là hãy đọc nó rất là kỹ và hãy quản trị được những cái thông tin trong đây. Và sau đó là chúng ta sẽ làm theo những cái hướng dẫn ở trong quyển sách này. Okay, so that will be translated. I think this week we're going to see translations on that, so that's very exciting. Và cái cuốn này bây giờ công ty đang gấp rút hoàn thiện để có phiên bản để được dịch ra thứ tiếng của các bạn. Và chắc là rất là vui là chắc khoảng một tuần nữa thôi thì cái phiên bản tiếng Việt nó sẽ được chính thức trên trang web. Okay, so I'm going to turn it back to you guys. Have a beautiful evening over there, and we'll look forward to having another meeting in the future where I can do this meeting properly for everybody. Thank you guys. Take care. Rất là cảm ơn các anh chị đã nghe những cái thông tin cung cấp từ tôi và hy vọng sẽ được gặp lại các anh chị sớm nhất trong một buổi gần nhất so với một cái nội dung cũng rất là những cái nội dung rất là quan trọng khác. Chào tạm biệt. Yeah, thank you so much. Thank you so much for your information. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Rob. Xin chào. Quý vị thấy rằng là với những cái chia sẻ của ông Rob trong thời gian ngắn vừa rồi thì đơn giản đó là gì? Quý vị hãy chọn các cái gói để tiêu dùng với Quiary và sau đấy chúng ta chia sẻ cho hai người. Chúng ta chỉ cần chia sẻ cho hai người sử dụng sản phẩm thôi thì quý vị đã bắt đầu kinh doanh với Quiary rồi. Và đơn giản vô cùng. Ban tổ chức có nhận được một câu hỏi của một bạn. Đó là gì? Tôi có một người nhà đến từ sống ở bên Mỹ, không biết tiếng Anh. Để tôi đọc câu hỏi này, đó là gì? Bạn mình bên Mỹ nói rằng muốn làm gì cũng phải có bằng cấp, mà bạn ấy không có bằng dinh dưỡng, tiếng Anh lại kém nên không tham gia được. Trường hợp này thì xử lý tình huống như thế nào? Câu hỏi này rất là tuyệt vời, đúng không nào? Và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi với lại ban tổ chức. Và với kinh doanh thì chúng ta với kinh doanh QI, kinh doanh online như thế này thì quý vị cũng không cần phải có bằng cấp về dinh dưỡng, và quý vị chỉ cần trở thành thành viên thôi. Tôi trả lời câu hỏi này thì là chắc là đang có anh Thương ở trong Zoom thì để tôi nhờ chị Hương Ly hoặc anh Thương sẽ trả lời câu hỏi giúp quý vị nhé. Anh Dương đã sẵn sàng chưa? Là cái người khách hàng này, người bạn này họ hỏi rằng là họ không có bằng cấp gì cả và họ cũng không có bằng dinh dưỡng. Vậy thì với cái kinh doanh online này họ có làm được không? Xin chào, một câu hỏi rất là tuyệt vời. Xin mời thì, cầu phía anh. Anh chị nghe rõ không? Rồi, nghe rõ. Anh nói đi. Thì có với một cái phương thức là kinh doanh online. Vâng, và một câu chuyện. Thì thực sự ra công ty đã hỗ trợ chúng ta là không cần phải, có nghĩa là ở đây là nó giới hạn cái bằng cấp và chúng ta có một cái, có nghĩa là một cái kỹ năng nào đó mà giới hạn của chúng ta. Thì ở đây là các anh chị chỉ cần thứ nhất á, là kinh doanh online là gì, chúng ta là làm nghĩa là toàn bộ là gì, nó bằng phương tiện online. Và hơn nữa là gì, chúng ta không có lệ thuộc bởi vì một cái thành viên hoặc là một cá nhân nào đó hoặc là một tổ chức nào đó, mà chỉ có là gì, những cái đường link mà khi chúng ta đăng ký xong á thì chúng ta sẽ được hợp thức hóa và tự động công ty họ chuyển hàng, hoặc là tự cái đối tác của mình đó, họ lên đăng ký xong thì họ có một cái app và họ lên đó họ đặt hàng, và những cái hàng hóa đó thì nó sẽ trực tiếp từ cái người mua hàng cho đến cái người đến công ty, thì nghĩa là hai cái đơn vị sẽ nó kết nối với nhau, là chúng ta sẽ không có bị lệ thuộc. Cái thứ hai nữa là gì, ở đây thì đối với những cái sản phẩm mà kinh doanh online về dinh dưỡng á, thì thật sự ra thì chúng ta chỉ có việc là chúng ta giới thiệu qua online hoặc là chúng ta nói cho bạn bè sử dụng thôi. Ngoài ra thì chúng ta không có đi nghĩa là chào bán giống như là những cái phương thức là giống như là trực tiếp, hoặc là ví dụ như chúng ta có thể là đi nói về những cái dinh dưỡng, hoặc là chúng ta đi quảng cáo quá nhiều, giống như là một cái chương trình hội nghị, hoặc là chúng ta đi làm một cái demo gì đó.
Cho nên đó là gì, các chị yên tâm. Đối với cái sản phẩm mà kinh doanh online thì nó sẽ không phụ thuộc và không giới hạn bất cứ một cái địa điểm hoặc là một cái thời gian hoặc thậm chí bằng cấp nào hết. Và đặc biệt kinh doanh online thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên là các chị yên tâm về vấn đề đó. Vâng, và với câu hỏi của anh Dương thì chúng tôi hiểu được rằng là với kinh doanh sản phẩm QRI, đặc biệt là sản phẩm trái ma quy, thì nó gọi là thực phẩm chức năng và nó là bữa ăn bổ sung, cho nên quý vị không cần phải có bằng cấp về dinh dưỡng và quý vị cũng không cần là phải giỏi online hay giỏi kinh doanh. Quý vị chỉ đơn giản là đó là mua sản phẩm về dùng, một bữa ăn cho mình bổ sung dinh dưỡng, và quý vị sẽ cải thiện được điều đầu tiên, đó là trái ma quy sẽ giúp quý vị làm sạch toàn bộ cơ quan nội tạng, đặc biệt đó là làm sạch các cái mỡ nội tạng trong cơ thể. Thì với cái điều đó, nó tự động điều chỉnh vóc dáng cho quý vị và cung cấp đủ bữa ăn, đủ 24 vitamin và khoáng chất và tất cả các cái men bình thường để chống rối loạn chuyển hóa. Và trong trái ma quy có chỉ số OLAC rất là cao, đây là một trong những cái chỉ số để chống oxy hóa, tức là làm trẻ hóa. Và tiến sĩ Giang Han Kê có nói đó là gì, trong trái ma quy có cái thành phần chỉ số OLAC giúp chúng ta bảo vệ được 6 gốc tự do chính, và nếu chúng ta dùng các sản phẩm khác thì chỉ bảo vệ được 1 gốc tự do đến 2 gốc tự do thôi, chẳng khác gì con thuyền đang của chúng ta đang phải đối diện với tia UV, thức ăn ô nhiễm, thực phẩm bẩn, rồi là các mỹ phẩm chúng ta bôi chắc vào người không biết bao nhiêu ngày, tạo đồ tắm, tất cả đều là những cái làm cho chúng ta bị lão hóa, tức là các cái chất đó làm cho chúng ta bị lão hóa và phải tiếp cận hàng ngày với cơ thể. Và chỉ để đào thải, chỉ trái ma quy nó giúp chúng ta đào thải cái chất đấy ra và vá lại 6 cái lỗ thủng đó, tức là bảo vệ được 6 cái gốc tự do và vá lại 6 lỗ thủng trong cơ thể. Đó là cái chỉ số OLAC rất là cao. Vì thế bạn không cần phải giỏi, không cần có bằng cấp, bạn chỉ đơn giản trở thành người tiêu dùng về sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, bổ sung cho mình. Và sau đấy bạn chia sẻ cái đường link web, công ty đã có sẵn công cụ online rồi, bạn chỉ cần chia sẻ cho người khác thôi, và họ mua sản phẩm thông qua cái hệ thống đường link web của bạn, thì công ty sẽ công nhận cái doanh số đó là của bạn. Và cứ như vậy, cấp số nhân chia sẻ doanh số thì nó gọi là doanh số nhóm từ bạn, và bạn sẽ được doanh số nhóm và tối đa thu nhập lên đến 50.000 đô từ doanh số nhóm của bạn. Có nghĩa là cứ từ cái tự động chia sẻ, cái hệ thống chia sẻ kinh doanh và chia sẻ các cái sản phẩm của QRI trên khắp tất cả thế giới, không riêng gì Việt Nam. Mà lúc này chúng ta cũng thấy rằng là Mr. Rock có nói với chúng ta là gì? Quý vị đừng hạn chế cái kinh doanh tại một quốc gia, có nghĩa là đừng hạn chế kinh doanh tại Việt Nam. Người Việt sống ở các nước rất là đông, và hãy chia sẻ cái cơ hội sử dụng các cái sản phẩm ma quy là một sản phẩm mới và được giới khoa học công nhận nó rất là tốt, nó gọi là siêu trái cây, gọi là siêu trái cây số 1 như này. Thì hãy chia sẻ đến nhiều người Việt Nam ở các nước. Đó là quý vị đang bắt đầu kinh doanh online rồi. Và cấp số nhân sau một năm nó có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Và quý vị sẽ được các cái thu nhập thụ động từ những người dùng mà cấp số nhân đó. Đơn giản phải không nào? Đó là cái cách kinh doanh online thời điểm hiện nay. Và cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay từ đầu chúng ta cũng đã giao lưu với nhau và tìm hiểu một công cụ. Cái đầu tiên đó là chọn lựa kinh doanh online thì lựa chọn sản phẩm. Đây là sản phẩm độc đáo, độc quyền và được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Nó có đầy đủ dưỡng chất làm cho chúng ta trẻ hóa, vì chỉ số OLAC của nó rất là cao. Nó trồng ở cái vùng đó là bị tầng ozone bị thủng, cái lỗ thủng đó rất lớn gấp 3 lần nước Mỹ. Cho nên cái vùng Patagonia này giúp cho cái trái ma quy này có chỉ số OLAC chiếm đến 80% trong cái quả ma quy. Vì thế giới khoa học gọi cái quả này đó là siêu trái cây số 1. Cho nên khi chúng ta dùng siêu trái cây số 1 này, nó có các tác dụng đầu tiên đó là giúp chúng ta trẻ hóa. Tác dụng thứ hai đó là làm sạch toàn bộ cơ quan nội tạng. Tác dụng thứ ba đó là làm sạch tất cả các mỡ nội tạng. Cho nên ai đang mong muốn giảm cân, giảm mỡ thừa, làm sạch các cơ quan nội tạng thì đây là lựa chọn. Cái tác dụng tiếp theo đó là nó đầy đủ các cái men probiotic. Quý vị không cần phải uống bổ sung men, nó hỗ trợ cho bình thường hấp thu và chống rối loạn chuyển hóa, các cái hấp thu chuyển hóa do chuyển hóa rối loạn chuyển hóa mỡ chẳng hạn, thì đấy là một cái uống nước lã thì chúng ta cũng béo. Thì men probiotic giúp chúng ta ổn định hấp thu của đường ruột và làm sạch đường ruột. Đó, và cái chất xơ, cho nên đây gọi là bữa ăn công nghệ 4.0. Quý vị đã đầy đủ các chất dinh dưỡng và còn được làm trẻ hóa,
còn được làm sạch mỡ nội tạng và điều chỉnh cái body của chúng ta. À, tôi cũng là một người giảm 20 cân từ cái sản phẩm Maqui này và tôi thấy rất là tự hào và càng ngày càng trẻ hơn, tại vì tôi năm nay đã gần 50 tuổi rồi nhưng mà càng dùng sản phẩm Maqui thì tôi thấy nó càng là tuyệt vời. Cái điều thứ hai mà chúng ta được theo dõi trong chương trình ngày hôm nay đó là trở thành thành viên kinh doanh online với công ty QRI, là một cái công ty chỉ trong 2 năm thôi đã đưa sản phẩm lên hơn 200 quốc gia. Và điều đơn giản, quý vị không cần phải ôm hàng, cũng không cần phải là người đi bán hàng hay ship hàng cho khách, vì điều đó công ty QRI lo hết rồi. Quý vị chỉ đơn giản đó là dùng sản phẩm, trải nghiệm và chia sẻ cho 2 người bạn của mình. Và những người bạn đó chia sẻ tiếp thì nó gọi là thu nhập nhóm. Tiếp theo đó là chúng ta cùng đến với lại sự chia sẻ của anh Tony Dương đến từ thành phố Hồ Chí Minh, là anh đã kinh doanh sản phẩm này và cái cách trả thưởng của QRI nó chỉ trong 5 phút thôi. Quý vị sẽ có thể lấy bằng 2 cách. Cách thứ nhất thông qua thẻ Visa của Ngân hàng Việt Nam. Cách thứ hai thông qua thẻ Visa của công ty QRI. Và cái phí rút chúng ta cùng giao lưu với anh Trinh Nguyễn đó là phí rút rất là rẻ, có chưa đến 1.000 đồng. Đúng không nào? Và cái điều thứ ba chúng ta cùng giao lưu với một anh trai đến từ Mỹ, đó là Mr. Rose. Và Mr. Rose cho chúng ta một cái thông tin, đó là anh đấy chỉ kinh doanh với QRI 2 năm thôi, nhưng anh đấy đạt con số thu nhập đó là hàng triệu đô, cũng chỉ bằng cách đơn giản đó là chia sẻ cho 2 người sử dụng sản phẩm QRI. Và hàng triệu đô la thu nhập tự động mỗi một tháng giúp cho anh Rose bây giờ chỉ đơn giản đó là sử dụng sản phẩm và chia sẻ cho người khác một cái sản phẩm tuyệt vời như thế này. À, và anh đấy có nói rằng là gì? Đừng hạn chế mình tại quốc gia Việt Nam, hãy đưa gửi đường link cho nhiều người và hãy nghiên cứu kỹ về cái trái Maqui để chia sẻ với nhiều người trên toàn thế giới biết về cái thực phẩm bổ sung 4.0 giúp chúng ta có bữa ăn dinh dưỡng và đầy đủ chất, lại còn làm trẻ hóa, lại còn làm sạch cơ thể. Và Mr. Rock đã gửi cái thông điệp đó và chia sẻ với chúng ta và hẹn lại chúng ta những cái buổi giao lưu tiếp theo. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất là tuyệt vời phải không nào? Và lần đầu tiên ban tổ chức có làm cái chương trình truyền hình 3D này. Và lần đầu tiên thì có khá là nhiều sai sót và cái sự chuẩn bị chưa được chu đáo. Ban tổ chức chúng tôi rất mong muốn quý vị và các bạn thông cảm cho chương trình. Và chúng tôi sẽ có những rút kinh nghiệm, bên phía cầu truyền hình sẽ rút kinh nghiệm để lần sau chúng ta có buổi giao lưu chia sẻ tốt hơn. Và chắc chắn lần đầu bao giờ cũng sẽ chưa có kinh nghiệm đúng không nào? Nhưng mà lần sau sẽ tốt và tốt hơn thế nữa. Và chúng tôi hy vọng rằng là các chương trình lần sau chúng ta sẽ có những cái chương trình mà đào tạo bằng cầu truyền hình như thế này, đó là quý vị có thể là giống như là đang thực tế ảo cùng chúng tôi với tham gia với Dương Minh Chiết hay rất nhiều các cái diễn giả mà cùng chúng ta về các cái kiến thức về kinh doanh online. Tối nay xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo. Cảm ơn, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Hãy gặp lại những người bạn đã giới thiệu cho mình về cơ hội kinh doanh QRI. Vì điều đặc biệt tuyệt vời đó là công ty QRI đã ký quỹ hàng nghìn tỷ cho 70 quốc gia để có 70 kho hàng. Và họ đã ship hàng và logistics đến hơn 200 quốc gia. Và sản phẩm này mới chỉ kinh doanh trên toàn cầu được có 2 năm nhưng đã phân phối phát triển ở hơn 200 quốc gia. Vì cái lý do gì mà sản phẩm này đặc biệt như vậy? Và người nào cũng có thể dùng được nó, vì ai cũng có thể dùng và trẻ hóa mỗi hơn mỗi một ngày và điều chỉnh lại toàn bộ mỡ nội tạng và mỡ cơ thể, làm sạch toàn bộ. Đây là cái sản phẩm mà nhu cầu của thời công nghệ online và thời công nghệ 4.0 rất nhiều người có nhu cầu đến. Quý vị hãy cho phép mình tìm hiểu về sản phẩm và sẽ có được những cái nguồn thu nhập từ kinh doanh online một cách bền vững từ phía một sản phẩm tiêu hao, từ phía sự đầu tư rất là lớn của công ty QRI từ Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị với những chương trình kinh doanh tiếp theo. Chương trình của BYT Group sẽ kết nối với nhiều diễn giả hơn bằng chương trình cầu truyền hình ảo như thế này, nhưng chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa. Mong quý vị thông cảm cho chương trình đầu tiên của chúng tôi.